hội thứ sáu phẩm duyên khởi tôi nghe như vậy một thầy bạc già phạm ngựa ở đỉnh núi thiếu phong thuộc thành vương xá cùng với chúng đại bí xô bốn vạn hai ngàn người đều là bậc a la hán các lậu đã sạch không còn phiền não được chân tự tại tâm giải thoát hoàn toàn tuệ giải thoát hoàn toàn như ngựa khôn được tập luyện cũng như rồng lớn việc đáng làm đã làm xong đã vứt bỏ gánh nặng đã đạt được lợi ích dứt hết các kiết sử tránh trí giải thoát đạt đến âm tự tại rốt giáo đệ nhất các ngài đó là cụ thọ giải kiều trần na đại ca diếc ba cấp phòng bát đề hạt lệ phiệt đa đại thải thuộc đề đại ca đa diễn na tất lan đà phiệt tha xá lợi tử mãn từ tử bạt câu na yêu ba ly la hổ la vô diệt thiện hiện làm thượng thủ trừ một mình Ananda còn ở địa vị hữu học, đắc quả dự lưu. Lại có bảy vạn hai ngàn đại Bồ Tát đều đã thông đạt pháp tánh sâu xa, đã điều thuận dễ dàng giáo hóa, diệu hạnh bình đẳng, đắc pháp môn Đà La Ni vô ngại biệt, là bạn lành chân tịnh của tất cả hữu tình, có thể chuyển vận bánh xe tránh pháp vi diệu bất thối, thường xót thế gian hộ trì tạng pháp, đã từng cúng dường vô lượng như lai tiếp nối làm hương thịnh ba ngôi báu thường khiến cho không rất tuyệt thông đạt cảnh giới sâu xa của chư phật còn một đời làm đệ tử chân thật của đấng pháp vương thường có thể tiếp nối phật chuyển vận bánh xe tránh pháp mặc dù ở thế gian nhưng không bị nhiễm các ngài đầy đủ vô lượng công đức như thế từ nước phật này hoặc từ phương pháp vì nghe pháp nên đi đến chỗ phật đó là bồ tát bảo tướng bồ tát bảo thủ bồ tát bảo ấn bồ tát bảo kế bồ tát bảo quang bồ tát bảo phong bồ tát bảo hải bồ tát bảo diễm bồ tát bảo tràng bồ tát bảo tạng bồ tát kim tràng bồ tát tịnh tạng bồ tát đức tạng bồ tát định tạng bồ tát trí tạng bồ tát nhật tạng bồ tát nguyện tạng bồ tát như lai tạng bồ tát liên hoa tạng bồ tát kim can tạng bồ tát giải thoát nguyệt bồ tát phổ hiền Bồ Tát Phổ Âm, Bồ Tát Phổ Giới, Bồ Tát Phổ Hành, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Quảng Nhãn, Bồ Tát Liên Hoa Nhãn, Bồ Tát Trí Tuệ, Bồ Tát Thường Tuệ, Bồ Tát Thắng Tuệ, Bồ Tát Liên Hoa Tuệ, Bồ Tát Kim Quang Tuệ, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Trí Quang, Bồ Tát Trí Đức, Bồ Tát Hiền Đức, Bồ Tát Hoa Đức, Bồ Tát Nhật Quán, Bồ Tát Nguyệt Quán. Bồ Tát Vô Nhiễm, Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Đại Âm Vương, Bồ Tát Sư Tử Hống, Bồ Tát Sư Tử Du Hí, Bồ Tát Hiền Thủ, Bồ Tát Thập Lục Hiền, Bồ Tát Tử Thị, vân vân. Các Bồ Tát ở Hiền Kiếp, Bồ Tát Quán Tự Tại, Bồ Tát Diệu Cát Tường làm Thượng Thủ, lại có vô lượng chúng trời Tứ Đại Vương, Tứ Đại Thiên Vương làm Thượng Thủ lại có vô lượng trời 33, mươi thiên vương đế thích làm thượng thủ lại có vô lượng trời dạ ma thiên vương tô dạ ma làm thượng thủ lại có vô lượng trời đồ sửa đa thiên vương sàn đồ sửa đa làm thượng thủ lại có vô lượng trời nhạo biến hóa thiên vương thiện hóa làm thượng thủ lại có vô lượng trời thao hóa tự tại, thiên vương tự tại làm thượng thủ, lại có vô lượng trời phạm chúng vân vân, thiên vương đại phạm làm thượng thủ, lại có vô lượng trời tịnh cư, trời tự tại làm thượng thủ. Các thiên vương ấy dẫn quyến thuộc đến chỗ Phật nghe Pháp. Lại có vô lượng vua A Tố Lạc, trong đó có vua A Tố Lạc Cụ Lực, vua A Tố Lạc Kim Uẩn, vua A Tố Lạc Tạp Oai, vua a à tố lạc bọc chấp làm thượng thủ đều thống lãnh vô lượng trăm ngàn quyến thuộc đi đến chỗ phật nghe pháp lại có vô lượng đại lực long vương trong đó có long vương Vô nhiệt long vương mãnh ý long vương hải trụ long vương công xào làm thượng thủ đều thống lãnh vô lượng trăm ngàn quyến thuộc đi đến chỗ phật nghe pháp lại có vô lượng đại thần dược xoa, nhân phi nhân vân vân và các quyến thuộc đi đến chỗ Phật nghe pháp. Khi ấy núi thiếu phong cao rộng khoảng 40 do tuần, đại chúng đồng đủ cả mặt đất và giữa hư không, chẳng có chỗ nào trống. Thế tôn ngồi ở tòa sư tử, vô lượng đại chúng vây quanh trước sau, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan, như lai hiện năng được thần thông từ nơi miệng phát ra các thứ sắc hào quang chiếu khắp vô biên thế giới trong mười phương hiện việc hy hữu rồi trở về chỗ phật nhiễu quanh bên phải ba vòng và trở vào nơi mặt bấy giờ ở phương đông cách cõi phật này hơn mười hàng hà xa số thế giới có thế giới của Phật tên là Trang Nghiêm, Phật hiệu là Phổ Quang Như Lai ứng tránh đẳng giác, minh hạnh viên mãn, thiện thệ thế gian giải, vô thượng trượng phu, điều ngự sĩ, thiên nhân sư, Phật và giả phạm. Khi ấy đang an ẩn chú chỉ cõi kia tuyên thuyết tránh pháp tương ứng với nhất thừa cho các chúng đại Bồ Tát. Ở thế giới của Phật kia, từ nhị thừa còn chẳng nghe huống là có người siêng năng tu tập pháp đó các bồ tát kia đều đắc bớt thối truyền qua vị vô thượng chánh đẳng bồ đề các hữu tình kia chẳng thọ thực như cõi phàm chỉ sống bằng thiền định giải thoát cõi đó chẳng cần ánh sáng của mặt trời mặt trăng chỉ có hào quang nơi thân phật ngày đêm thường chiếu cõi đó không có gai độc sỏi đá khe lạch hang núi gò đất bằng như bàn tay ở đó có bồ tát tên là ly trướng đã thấy hào quang này tâm còn do dự cùng các chúng đại bồ tát đi đến trước phật đánh lễ sát chân phật phủ vai bên trái cối phải quỳ sát đất chắp tay cung kính bạch phật bạch thế tôn do nhân duyên nào mà có điềm lành này khi ấy phật phổ quang bảo ly chướng về phương tây cách đây hơn 10 hàng hà xa số thế giới có thế giới của phật tên là kham nhẫn Phật hiệu thích ca mâu ni như lai mười hiệu đầy đủ đang thuyết đại bát nhã và làm mật đa cho các chúng đại bồ tát do nhân duyên này nên hiện điểm lành. Bồ tát lý Trướng nghe xong bạch bạch thế tôn nay con xin qua thế giới khảm nhẫn quan sát đảnh lễ cúng dường như lại thích Ca để nghe và lãnh thọ tránh pháp cú xin thế tôn cho phép. Phật phổ quang bảo lý Trướng, nay đã đúng thời ông nên mau đi. Bồ tát lý Trướng được Phật cho phép vui mừng hớn hở. Liên cùng với vô lượng chúng bồ tát đồng đi đến thiếu phong đảnh lễ sát chân phật nhiễu quanh bên phải ba vòng rồi lui ngồi một bên về phương nam cách đây hơn 10 hàng hà sa số thế giới có thế giới của phật tên là thanh tịnh hoa phật hiệu nhật quang mười hiệu đầy đủ ở đó có bồ tát tên là nhật đạo về phương tây cách đây hơn 10 hàng hà xa số thế giới có thế giới của Phật tên là Bảo Hoa, Phật hiệu Công Đức Quang Minh, mười hiệu đầy đủ, ở đó có Bồ Tát tên là Công Đức Tạng. Về phương Bắc, cách đây hơn 10 hàng hà xa số thế giới, có thế giới của Phật tên là Thanh Tịnh, Phật hiệu Tự Tại Vương, ở đó có Bồ Tát tên là Quảng Văn. Về phương Đông Nam, cách đây hơn 10 hàng hà xa số thế giới, có thế giới của Phật tên là Hỏa Diệm, Phật hiệu Cam Nổ Vương, mười hiệu đầy đủ ở đó có Bồ Tát tên là Bất Thú Truyền. Về phương Tây Nam, cách đây hơn 10 hàng hà xa số thế giới, có thế giới của Phật tên là Thanh Tịnh Công Đức, Phật hiệu trí cự, mười hiệu đầy đủ, ở đó có Bồ Tát tên là Đại Tọa. Về phương Tây Bắc, cách đây hơn 10 hàng hà xa số thế giới, có thế giới của Phật tên là Duyệt Ý, Phật hiệu Diệu Âm Vương, mười hiệu đầy đủ, ở đó có Bồ Tát tên là Công Đức Tụ về phương Đông Bắc, cách đây hơn 10 hàng hà xa số thế giới. Có thế giới của Phật tên là Tuệ Trang Nghiêm, Phật hiệu trí thượng, mười hiệu đầy đủ. Ở đó có Bồ Tát tên là Thường Hỷ. Về phương trên, cách đây hơn 10 hàng hà xa số thế giới, có thế giới của Phật tên là Bất Động, Phật hiệu Kim Cang Tướng, mười hiệu đầy đủ. Ở đó có Bồ Tát tên là Bảo Tràng. Về phương dưới, cách đây hơn 10 hàng hà xa số thế giới, có thế giới của Phật tên là Nguyệt Quang Minh, Phật hiệu là Kim Cang Bảo Trang Nghiêm Vương, mười hiệu đầy đủ, ở đó có Bồ Tát tên là Bảo Tín, như thế tất cả đều như phương đồng.